Huyền thoại Honda Dream 125 mới cứng, giá nhập về hơn 100 triệu đồng. Mặc dù Honda Dream đã ngưng sản xuất tại thị trường Việt Nam, nhưng dòng xe huyền thoại này vẫn giữ được sức hút trong lòng người yêu xe. Hiện nay, tại thị trường nước láng giềng Campuchia, Honda Dream vẫn được cập nhật với tên gọi là Honda Dream NCX, phân khối 125cc. Honda Dream 125 NCX nổi bật với thiết kế đầu xe vuông vắn, mang đậm phong cách cổ điển. Tuy nhiên, cụm đồng hồ xe được thiết kế nhìn bắt mắt, cùng huy hiệu màu vàng nổi bật đặt ở mặt nạ trước. Đèn pha xe Dream mới giờ đây không còn là loại analog nữa, mà đã được nâng lên loại đèn LED, mang lại vẻ ngoài hiện đại hơn. Phần đuôi xe tiếp tục gây thương nhớ với nét thiết kế vuông thành sắc cạnh. Trên thân xe có các đồ họa mới, tem mới thiết kế độc đáo, tạo cảm giác sang trọng hơn. Các sọc vàng chạy dài, thêm các đồ họa chữ màu vàng cùng các nền chìm kiểu hình viên kim cương, càng tăng thêm sự sang chảnh cho huyền thoại Dream. Điểm đáng chú ý nhất của Honda Dream 125 NCX mới hiện nay chính là sự cải tiến về động cơ. Xe đã được trang bị động cơ loại phun xăng điện tử PGM Phi 125cc mới. Khối động cơ này cho phép Dream có công suất đầu ra mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Đi kèm với đó là công nghệ khởi động từ trực tiếp giúp bấm nút và mang lại khả năng chạy êm ái. Hiện tại Honda Dream 125 NCX được một số hãng nhập khẩu và dân chơi sưu tầm đưa về Việt Nam phân phối. Mới đây, một dân chơi đã rao bán chiếc Dream 125 NCX màu trắng mới nhập về, còn mới nguyên giá trên 100 triệu đồng. Mức giá này khá chát và có lẽ chỉ thích hợp với dân chơi có nhiều tiền, cùng niềm say mê Dream sâu sắc.